Cô nhà mình tên gì cô nhỉ? Hải Vi. Hải Vi Thủy Vân, Thủy Vân cô nhỉ? Ừ, Hải Vi Thủy Vân. Vâng. Thì cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại chúng tôi vừa lắp đặt xong cho gia đình nhà cô Hải Vi tại xã Thủy Vân, thành phố Việt Trì. Thì một bộ cuốn thư câu đối này và một bức bình phong, đây, nội thất phòng thờ nhà cô đây. Đây là không gian phòng thờ luôn, thì tôi quay lại video clip làm kỷ niệm với gia đình nhà cô quý vị nhé. Đây không gian phòng thờ rất là đẹp, thì bao gồm nó một sập ngồi trơn tam diện hương đá này, bàn thờ và cũng là bộ đồ thờ, là tất cả là chất liệu gỗ hương đá hết, rất là đẹp. Hôm nay hiện tại đang là ngày 19 âm lịch tháng 12 năm 2020, những ngày cận kề Tết thôi. Hiện tại đang là 2 giờ chiều. Đây, không gian phòng khách phòng thờ luôn. Bên trong này là một bức cuốn thư câu đối và ba chữ là Đức Lưu Quang, hiện ba chữ Đức Lưu Quang trên nền gốm này. Đây là dòng hóa mai, cuốn thư dòng hóa mai ba chữ Đức Lưu Quang. Đó, bên dưới này thì là có chúng tôi có thiết kế là một bức bình phong chắn bàn thờ. Đó, giữa có đục chữ tâm theo yêu cầu của gia đình, cũng như là hai bên là có đôi cá chép Lý Ngư Vọng Nguyệt và toàn bộ là thiếp vàng hết. Đây, thiếp vàng là hết phương phong thiếp vàng cố đi. Bên ngoài gia đình có một chiếc bàn thờ triện, bàn thờ triện là như ý chân 15, chất liệu hương đá dài 2m17, cao 1m27, sâu 1m07. Ở bên ngoài là một chiếc sập ngồi tam diện trơn, tất cả đều chất liệu hương đá hết quý vị ạ. Rất là đẹp nhé, mọi người là có nhu cầu và quan tâm và muốn mua sắm mà những không gian nội thất phòng thờ đẹp như này thì có liên hệ trực tiếp tới bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở là địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0957. Hiện tại gia đình đang kê cấn lại cái không gian thờ cho nó chuẩn lại. Bá chắc là mẹ của cô kìa bạn. Bá ơi, cái chú này là chú làm bên nước ngoài à? Như là anh em với nhà bác Lan đúng không ạ? Hay là con rể của ông Lan. À, con rể bác Lan. Bác Lan là chú Lưu hả? Con ông Lan. À vâng. Con gái ông Lan. Dạ vâng. Đấy thì mấy nó liên quan thế thì con cháu mới mua đấy. Vâng vâng. Ok mọi người nhé. Đấy.